啊，宝贝鸡吧。Hết cây rồi, hết đỏ rồi. Mời cũng mà hết. Ngấm từ lúc mà chứ. Bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu lâu? Hết hết vào bụng nó. Hả? Đây dòng. Cái gì này được không? Ủa? Có mấy con lươn chết giết. Bị bảo gì hết đủ không? Vậy. Tám con đấy. Đấy, tao bảo mày đi kiếm củi mà. Chưa để em lấy đâu. Lấy gì? Châu, chó, chó ăn hết đấy. Ôi, ở đây có mỗi mày thôi. Chó thì chỉ có mày thôi. Em đi em châu. Chó nhất. Em đi lấy củi đi em chó. Từ từ. Rồi, ok. Sụt. Cái này gọi là cả quả. Để đấy tí nữa chắc cửa mặt trên. Thôi à. Không buộc đấy làm gì? Em để thôi. Cắt làm đôi. Đấy một cái, đấy một cái. Không biết gì ý mà. Biết cái gì? Để cái này để tí nữa, có mặt dưới. Rồi, em một em trông. Thôi. Em đi đi. Em đi chợ. Em trông. Đuối quá là đôi. Ừ, ngon nhỉ. Nó ngon. Mày chắc không ăn được lươn. Hả? Chắc mày không ăn được lươn đúng không? Anh nhỉ, anh kiêng lươn phải không? Không. Tao giải kiêng thì tao chỉ kiêng lá xoàn này. Cứt. Nước điếu. Các bạn thấy phê không? Lươn nướng siêu cay. Ớt phủ hết lên rồi. Quá là phê. Này đã đủ siêu cay rồi các bạn. Câu cá thì các bạn nhít lên được. Phê cho các bạn ơi. Cực kỳ ngon. Lươn nướng siêu cay. Lươn nướng siêu cay. Rồi đi xem câu cá. Được con nào không? Không. Sao lúc nay câu được rồi? Bố giùm mày cũng mà biết câu. Mày cứ phải để anh câu nó mới được. Nó ăn chọc chọc cho mà nó không thấy. Ăn chọc chọc ấy đấy. Chạy hết bà nó rồi. Cắm ở đấy, câu cá lóc thì cắm ở đấy. Cầm ở đây nó không ăn đâu. Ui trời, nó ăn quậy 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 quậy. Ôi. Cá bé. Cắm ở đấy. Thôi ta sang ta ăn lươn kệ mày nhá. Tí nữa đấy. Đợi em. Hàm yếu nhỉ. Ở cái mồm nha. Nhìn đây này. Được đấy. Ui, ui, từ từ thôi. Ui, ớt nó chảy hết đây này. Nào im. À, ui. À. Ai ăn ớt, oai à.
cay quá. À, cay lắm. Cay cho mình ngon. Ngon cái cứt đấy. Thôi hỏng đấy. Hắn lươn của tao rồi. Các bạn cho ít ớt thôi. Cay mình ngon. Cay cay. Anh quạt mạnh vào cho nó đỏ hai bên. Tao nhử mày tất đấy. Cay bó mẹ rồi. Nó cay ạ. Nhớ nhé, để đấy cho em ăn nhé. Anh quạt đầu kia đi, bên kia kìa. Bên này đỏ lắm rồi, bên kia không đỏ. Thế thôi, đừng quạt đầu. Ui, cái chai nước mắt. Các thịt không ăn ăn, tốt làm gì? Thịt mà ngấm hết à? Thịt chả, dạ. Đây thì em ăn hết nhé. Bụi nào? Quạt chiêng lên mà ăn. À, từ từ, từ rồi đấy. Được. Ủa, cháy của em. Chị rồi, chị rồi. Chị rồi, em ăn đây. Ăn ở bữa ao thì nó ngon. Đấy rồi, em đặt cái này đó. Ăn được. Thôi được rồi. Không, ăn được sạch sẽ đi. Được rồi. Anh em đi. Rồi. Cái đấy bẩn quá đi. Đó. Ôi trời. Ớt còn đỏ thế nhỉ. Từ từ. Khui hàng, khui hàng. Chết cha mày chưa? Sướng chưa? Mất món ngon rồi. Chết thế nhưng mà ngon. Cái bò mẹ giờ. Em khẳng định là ngon luôn. Cái hôm nay cái ngon. Cái khay cá ướt lên một tí. Thế nào? Đây anh ăn thử miếng này này. Mời cả nhà nhé. Mời cả nhà nhé. Lươn nướng siêu cay. Cay quá. Mời cả nhà. Cay quá. Các bạn nghe không nghe cơ. Nó ngon thế này. Nhưng mà ngon. Thế là mới ngon này. Wow. Ngon. Phải lắm các bạn. Thế hết cả mồm. Hăng. Ngon. Bên trong nó vẫn bên trong nó vẫn ngọt. Phải không? Một cay nữa, quá cay. Cay hơn cá nhỉ. Có thật là xem. Rất là phê. Anh đợi lấy nước đi. Chíu. Này cho to. Anh về lấy nước đi. Ăn nó ngon. Thôi ông ạ, về mà ngớp hết bát hết sạch. Ngon rồi đấy. Cay mà ngon lắm. Nhưng mà hơi hơi quá cay. Lần đó ít ớt ngọt lắm ấy. Ngọt thật đấy. Ngọt. Cảnh rách mép à. Thế thì mấy bạn thì món cây này ngon. Món nào mình chả thương ngon. Món nào mình chả thương ngon. Xay ớt này là bữa đều rồi, cao đều. À. À, dưới hạt ớt. Cánh mép. Ngon. Mày lấy nước đi. Ăn lấy nước đi. Không, tao đi thăm người ăn hết. Ngon.
trống rồi. Đi về chiến tranh nhé. Anh đi làm gì? Sao phải cầm một con để đi làm? Nhớ ăn ít rồi nhá. Ôi giời, mà đại ca về nước à? Ở đấy mà nước thì chán hết. Ở đây là mốt quá. Xương nước à, cay nhưng mà mình dọn hết cay mới ngon. Mày, lần sau tôi cũng không đi lấy một cái gì sai lầm được rồi. Ngon nè. Đây. Ơi. Ăn hết mẩu gì ăn nước tương à? Đây đâu chưa cần ớt nướng. Ủa, cháy hết. Đây à, ngon. Ăn hết được. Ăn này tối ạ, sốt huyết dạ dày. Chết. Mày phun ở mặt tao. Cái quá. Mẹ mới đi 5 phút đâu. Quá ngon các bạn ạ. Nhưng mà hơi cay một. Chạy về nhà hết rồi, mất hết rồi. Thế anh bảo em chạy về nhà thì chạy hết à? Hết luôn đấy, đây em còn ăn chậm. Thế thì tôi hết cả lưỡi. Cái xe mép. Đi bắt kia đi. Mai, mai xuống bắt cua. Đây nhiều cua. Cá lóc. Ui. À con cá lóc ít bên nữa. Tao làm cái xe nữa. Tao thả xuống chung lợn, cái lợn nó ăn rồi. Dạ ngon. Ngon, chứ kích. Ôi ôi. Nóng hết cả ruột luôn. Thế này mà mày đớp được hết cà phiên. Cà phiên này. Chẳng ngon đi. Bây giờ có một viên đầy để anh ấy. Cây, cây chơi, cây chơi, cây. Vừa cây vừa giết mà. Cây này. Kể cả một viên này. Cây đấy, cây chơi. Anh chưa ra kiểu đấy. Còn cây thì còn cây. Cây gì mà cứ giết vào mồm ấy. Mày nó thò phát rồi. Thôi. Kết thúc ngon đấy trưởng ạ. Cầm phim này. Ngon nhỉ. Ngon nhưng mà cay. Thôi clip anh em chúng tôi kết thúc ở đây đây. Nếu thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nhá. Đừng quên đăng ký và ấn chuông bên cạnh nhá. Các em nhỏ không nên học theo những món này cay lắm. Không thể ăn được à. Đúng rồi. Ui này, cay thế, cay thế. Ui chém tôi rồi này. Thôi đi về. Đại khái là như thế. Ôi ngồi. Ăn không ạ?
đi. Thank you.